Giới thiệu với em ha, đây là món sữa tươi trân châu đường đen, còn đây là món sữa tươi trân châu đường thốt nốt. Đường thốt nốt hả? Lần đầu tiên em mới nghe á. Ừ, em muốn thử đi. Cái này vừa thơm nè, mà lại ngọt dịu nữa. Ngoài ra thì đường thốt nốt còn tốt cho sức khỏe nữa. Nếu mà bạn nào thích vị ngọt đậm thì có thể chọn sữa tươi trân châu đường đen. Còn bạn nào mà thích vị ngọt dịu nhẹ mà thơm nữa thì có thể chọn sữa tươi trân châu đường thốt nốt. Gì mà sao chị thấy cái màu nó dễ thương quá vậy? Giới thiệu cho chị biết, đây là món trà hồng sữa tươi, còn đây là món trà sữa hoa hồng. À vậy thôi, giờ mình uống thử cái hương vị nó ra sao ha. Chị thấy ly trà sữa này á rất là thơm mùi hoa hồng luôn á. Đúng rồi đó chị, trà hoa hồng này là của thương hiệu Tecamo, là lá trà tươi, cây của cánh hoa hồng chứ không có dùng hương liệu. À thì vì cái mùi nó rất là tự nhiên mà không có bị gắt nữa. Đây là trà sữa thái xanh đá xay và trà sữa thái đỏ đá xay. Ủa em, mà trà sữa mà cũng có đá xay nữa hả? Chị nghi lạ lắm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ hai mình uống thử nha. Ờ, để chị thử cho nó ra sao nha. Trà này là chị biết nè, trà này á là nổi tiếng bên Thái lắm luôn á, mà giới trẻ bên nó cũng chịu nữa đó. Đúng rồi. Nếu mà các bạn yêu thích những món nước từ trà Tecamo thì các bạn có thể ghé đến quán trà sữa Sawadee này nha.